Hello everybody, welcome to HealthVKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Hôm bữa có vài em bỏ lâm truyền kỳ thì thấy nhiều bạn cũng ủng hộ. Và cũng có một vài anh em cũng không ủng hộ. Nhưng mà thấy cái lượng ủng hộ nhiều hơn nên hôm nay tiếp tục ha. Có một thông tin hay đó là có em Võ Lâm Tuyệt Đỉnh ha. Open sale mới, phiên bản thấy không đấy anh em. Phiên bản 26 phái ha. Ok man, 26 phái thì bây giờ chúng ta chơi nhân vật nào đây? Kiếm con nào mà nó nổi chơi chứ Long Tước không ta? Long Tước chứ không chơi. Nguyên Thủy không? Nguyên Thủy là cái hàng cầm cái kiếm mà múa kêu gọi nước đồ nè. Cái hàng này là cái hàng gọi mưa đó các bạn. Có vũ điệu cầu mưa đó. Ở đây Tiêu Dao, thần cơ là nè gọi con chim ưng đó mà. Vũ khí của nó cũng không đẹp hả? Đây chúng ta có Long Quy, Đường Môn, Bá Đao, Tàn Kiếm, Thiên Vương. Đây Võ La, Võ Đan đây. Ok, lâu lắm nó không chơi con Võ Đan nào hết. Đây, vô ha. Rồi vô luôn. Ok, rồi. Không vô luôn, chạy cái hướng dẫn đầu hả? Thành nhìn cái chữ vậy là chúng ta biết là chạy nhiệm vụ đầu rồi. Thôi mình bỏ qua cái khúc này hả? Mà thôi, để quay luôn một lượt chứ để nhiều ông bảo là tôi đi xin nè, của admin đồ này nọ nữa. Vô boot, vô test đồ này nọ nữa. Ok, bỏ qua nè. Z A A U U gì đi. Ok, hoài vô nhiều ông biết hết. Rồi lâu vô mới chơi Võ Đan lại vô thấy nó hoài cổ quá. Rồi trước khi chúng ta đến với nhân vật thì để cho nó tự chạy đi, chúng ta đến với thông tin server luôn ha. Đây Tuyệt Đỉnh Võ Lâm phiên bản 27 phái open server 1 vào 19 giờ ngày 14 tháng 7 2022 nha các bạn. Có trên Upwi hỗ trợ trên iOS, Android và PC tặng 10 triệu xu khi khởi tạo tài khoản đây. Trời ơi nè, khởi tạo tài khoản được 10 triệu Việt Nam đồng nè các bạn, ngon lành ha. Rồi có trên ốp đồ này nọ nè ha. Rồi Alpha Test X1 9 giờ ngày 11 tháng 7 đó. Rồi trang chủ Tuyệt Đỉnh Võ Lâm, hết hồn thử Tuyệt Đỉnh Cung Phu chứ. Phiên bản 27 phái, quy ngoại trang cực dễ cài cuốc. Quy ngoại trang cực dễ cài cuốc, ok. Bền vững ổn định lâu dài, cập nhật liên tục các tính năng mới. Hoạt động nhận xu web, tặng xu hàng tuần. Quà tặng VIP cho ban hội chiếm được tương dương mỗi tuần. Lối chơi đơn giản dễ chơi, đặc biệt không mất nhiều thời gian. Tất cả hoạt động đều có thể kiếm được nguyên liệu, nâng cấp lực chiến dễ dàng, sân chơi PK thật sôi động. Hỗ trợ tân thủ cực hot, kiếm hiệp 18, cường hóa cộng 100, set trang bị bạch kim level 150. Free hôm đấy, free luôn cả level 150. Ngoại trang là chúng ta được free nè, danh hiệu free nè, thú cưỡi free nè hả? Trang bị ngựa VIP, nguyên khí free, cống hiến free, tùy tẩy đan là free nè, tư chất đan free nè hả. Rồi full lệnh bài tăng quân hàm luôn, full tu vi luôn, kim nguyên bảo là free luôn, ngân sức free luôn, danh vọng free luôn, đá nguyệt ảnh thạch free luôn, bạc dẫn free luôn, vân vân và may may. Ôi vậy là game là từ phi tới phi ha. Hỗ trợ tân thủ like xe, quà like xe 10 triệu web nữa. Ôi vậy là tổng là chúng ta sẽ được 20 triệu nạp hả ta? Đâu hôm đấy, hôm đấy nào. Ôi có con bạch tạng, con lộc bạch tượng kìa. Wow, ngon đấy, ngon đấy. Nghe là phi nhiều là thấy ok rồi đúng không? Quá là ngon lành liền.
Rồi, trời ơi, có set bạc kim luôn. Bạc tôn sư. Trời ơi, chúng ta level 150 rồi. Cái này là 125 là mặc được ha. Wow. Hôm. Ủa, nhưng mà server test nó có phi giống server chính không ta? Này heo cũng chưa biết nữa ha. Rồi trang bị liền. Ồ, quá trời luôn. Một đống luôn. Ui dồi. Ok, có trang bị ngựa luôn. Đù trang bị ngựa Phục Thiên Thánh hả? Ôi dồi ôi, trang bị Phục Thiên Thánh Linh Cương. Trời ơi, lực chiến quá trời luôn các bạn ơi. Quý gì trong này nữa hả? Rồi cái này có gì hả? Hay xếp lên cấp hả? Chết mà chưa cái này cắn có lên cấp không? Ủa cũng vậy mà. Ủa nó lên cấp đâu? Chưa thấy lên luôn. Lên đâu? À chưa lên được một cấp nữa. Rồi Thần Long Lệnh truyền thuyết để tiến cấp trang bị bạch kim hả? Wow, chúng ta có luôn Thần Long Phổ luôn hả? Á đù, tiến cấp được luôn kìa, thử cái coi chơi. Nào, lên được độc cô Sam nè, một sao. À, okay, cái vũ khí đâu rồi? Đây, độc cô. Ôi, nhưng mà hình như là, ok, rồi lên được thêm một sao nữa. À, nâng cái cây đó lên. Ok, man. Rồi trang bị bát ngoan lệnh nữa hả? Wow, 1000 lệnh bài mỗi cái. Wow. Chain up 22 giờ. À, chain up chắc chain rồi đi ra đó hả? Rồi ở đây có xóa hành trang chuyển sinh về 150. Xem số lần chuyển sinh hoàn là quá á, hoàn thành hoạt động kinh mạch. Trời ơi, khỏi phải chạy nhiệm vụ. Rồi ở đây có gì nữa không? Hoàn thành mát kinh mạch. Ok luôn. Trời ơi, cái này thì ngon tuyệt. Rồi gì đây, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ chiến trường. Ok luôn. Rồi còn gì nữa không? Rồi hỗ trợ hoàn thành minh chủ gia viên, nâng cấp gia viên. Ok, minh chủ nè hả. Rồi nhận gia viên luôn. Nhận gia viên. Rồi đâu rồi, cái túi từ đâu rồi ta? Đây. Rồi nâng cấp gia viên luôn. Nâng cấp gia viên luôn. Đó. Rồi xong rồi, cái túi đó bây giờ chỉ còn có cái là để nâng đồ lên thôi các bạn. Trang bị đồng hành. Hết rồi. Qua tân thủ đây. Ôi, nhận được Thần Long Phổ nè, để nâng đồ nữa. Rồi cái gì đây, tiến cấp trang bị ngựa luôn. Đồ thủy tinh vàng. Ok man. À, ủa hồi nãy như là thấy có code đúng không? Có code không? Không có code. Ủa không có code rồi cái phần mà nhân ấy nằm đâu? Oh man, để nhắn tin admin coi. Có code không? Vậy là hình như là chắc. Ồ nè, có code nè. Trời ơi. Ok là. À nhưng mà từ từ để lượn một vòng cái. Túi kim nguyên bảo đồ. Wow, phiên bản phi cực hôm các bạn ơi. Nào, bản này được nha. Hãy là ok đó. Trời ơi, hãy ok nha. Cho là gần như là full luôn. Ôi ôi. Quá trời quá đất rồi. Đó, cái bản người ta ngon như vậy nè. Mà nhiều ông chơi, thôi về chơi Pokemon nha. Đó, rồi anh em nào có chơi thì nhớ like, share mạnh tay vào ha. Không share cũng được, chỉ cần cho heo một like và một đăng ký kênh để nhận thông báo về những video mới nhất. Tránh tình trạng một số game anh em vào hỏi nó đã sập thì mấy anh em lại nụ cái mặt quay qua chửi. Khổ lắm cơ. Rồi truyền thuyết hình như là Chí Tôn cái gì. Ok hết rồi hả? À, lực chiến không đủ. Ok man. Rồi bây giờ đi nhận quà nào. Nhận quà thất bại vui lòng. Nhập lại chính set fit code, nếu sai hãy nhấn hủy đồng ý. Ủa đúng mà. Hay là chưa open là chưa nhập được.
Quay để coi. Đúng rồi. Hay là nhập ở trên này ta. Ở trên này là đổi máy chủ, rồi hot, nạp thẻ, nhiệm vụ, nhân vật chính, chọn nhân vật chính. Ủa không thấy nhân vật chính. Cập nhật hoạt động. Này là sao ta? Tuyệt định. Cái phần này hơi bị rối rối ha. Hay là cái này là Upbank mới được nhập ta? Chắc là heo nghĩ là Upbank đó các bạn. Ok ok vậy thôi. Chừng nào Upbank anh em vô nhớ nhập nha. Rồi ban chiến gì nè. Rồi chào chúc mừng năm mới hả. Ok kết thúc rồi. Phúc lợi. Rồi hoạt động. Hoạt động cái mà nhiều anh em sẽ thích đây. Cái gì đây? Điểm chiến vật hả. Rồi rương chiến long. Ok. Rồi ném tuyết. Rồi cái này thì nhiệm vụ chắc bình thường. Chúng ta coi cái phần mục tiêu á. Đây. Còn cái cuối luôn rồi. Nguyệt ảnh thạch và thần long phổ cộng với thần long lệnh. À, đồ nâng ngựa với lại đồ nâng nâng trang bị không à. Ủa gì à? Đá ngũ sắc, trang bị ngựa, huyền tinh. Ủa sao nó không cho mình nâng ta? Đây nè, dùng để tiến cấp ngựa. Không có ngựa để tiến cấp. Đậu xanh một thất bại. Ủa gì đây? Ủa gì đây? Trong này có gì nè? Rương kỹ năng đồng hành 4S đù một kim nguyên bảo. Wow. Rương môn khách. Rương đồng hành. Trời ơi, đồng hành 4S mà bán trong shop như đồ cho nè các bạn. Rương vũ khí 4S. Oh, wow, wow. Đào 2S đồ này nọ hả? Hồi ở bạc full luôn nè. What the hell. Tất cả hệ môn khách. Rồi đá hần bí level 5. Oh man, tiệc học phong hổ. Rồi lo thế giới. Rồi tùm lum hết. Tất cả đều bán một kim nguyên bảo. Trang bị hiếm bậc cao nhất luôn. Thử ơi. Nguyên liệu túi gia viên, đá hồn level 5. Ok man, tất cả đều ổn. Quá ngon, quá hồn. Nguyệt ảnh thạch bán trong shop. Nguyệt ảnh thạch bán cũng gì kìa. Có một kim nguyên bảo vậy trời. Có một người ấy à. Đậu phụ lòng. Wow. Cái gì đây? Cái này không biết. Cái này chắc phải tìm hiểu thêm. Rồi vô quà VIP. Trời ơi, đồ trong này là mấy chú ơi. Hy vọng có con ngựa giùm một cái. Rồi có ai cho tôi con ngựa không trời? Sao tôi không có con ngựa? Trời ơi, quà VIP quá trời nhưng mà tôi cần con ngựa các bạn à. Vẫn không có con ngựa trong này. Lượn qua bên này kiếm. Á đủ. 2, 4, 6, 8, 9. Tôi chính có phải là 1 tỷ không anh em? Hình như chính là 1 tỷ đó trời. Wow. Phi luôn cả ngân sức à. Ừ đúng rồi, kim nguyên bảo là phi luôn. Mát kim nguyên bảo rồi. Vậy là cái này là nó sẽ là full kim nguyên bảo. Full ngân sức đồ ha. Full danh vọng luôn. Hỏi cần chen mấy thứ đó chỉ cho nó mệt lòng. Mặt thử. Bộ này xấu nha. Bộ này còn xấu hơn nữa. Thôi là quay lại bộ này đi. Hồi đó vậy heo chơi là heo thích bộ này nhất. Bên này xấu không thay rồi. Cái đầu hả? Như cái mặt ta đẹp vậy cái che lại không? Cái nón rồi ta đây. Ok. Ủa cái nón đó hay nón này anh em? Không, cái nón này như nữ vậy nghĩ đi. Đây, vũ khí thì hình như là cái ngoại trang này là mới nhất hiện nay. Rồi hú cởi nè. Hồi nãy thấy có ông nào cởi con voi đã ghê luôn. Đi kiếm con voi mua rồi. Voi đâu rồi? Đây. Đây con này đi. Vật phẩm hiếm. Trời ơi, bán một ngân sức thôi các bạn ơi. Quá trời luôn. Tất cả đồ trên shop bán một ngân sức. Buồn gì đâu luôn á. Danh hiệu, danh vọng gì. Trời ơi. Ủa vậy game này vô chơi gì giờ? Full hết rồi anh em. Buồn chứ ạ. Buồn ghê luôn vậy đó. Một con game mà vô chúng ta được free gần như là 99,99%
Old Man. À, cái gì đây? Ôi ta tâm sư hiếm hả? Á đồ. Đâu rồi? Giám định. À đồ tâm sư level 50. Chúng ta là tâm sư bậc cấp level. Những cái này cao hơn đúng không? Chúng ta chỉ tẩy luyện và lấy dòng thôi. Được mà đúng không? Được. Ok man. Được đấy. Ôi man, vô luôn, lên bạch kim luôn hả? Wow. Một con game mà phi heo hết hồn luôn anh em ơi. Phi gần như full hết rồi. Chúng ta vô là chỉ đúng rồi, còn đồng hành nữa. Đâu rồi? Ủa, rương đồng hành đâu? Đây cái rương nè. Wow, đồng hành có cho phi thiệt luôn anh em ơi. Ok. Oh man, mở ra được kỳ tài luôn kìa. Trời ơi, cái số Quỷ Hà, chúc mừng em đã được đồng hành kỳ tài. Một nhát ăn ngay các bạn ơi. Mua luôn hai con kia hả? Sao đâu á? Rồi nè, thấy không? Một nhát ăn ngay hả? Nào, quá trời ơi, phi hết luôn rồi. Phi hết phần của người ta luôn rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ thì còn chơi nữa không? Chơi nữa thì thôi bó tay nha. Chứ gì nữa, giờ nói gì nữa anh em, phi hết luôn rồi. Giờ chỉ việc vô và quẩy thôi ha. Đó, rồi up bank thì chúng ta chỉ cần vào và test thôi. Ở lộn, vào nhập code thôi. Còn hiện tại thì server đang test. Vào thì test thoải mái ha. Đó, nhắc lại thông tin server chúng ta có... Tuyệt đỉnh Võ Lâm Open 19 giờ ngày 14 tháng 7 nha anh em. Đó, ôi dồi ôi. Không bấm được liền luôn hả ta? Để bấm từng cục như nè. Ok, nó hơi lâu thì mà chắc cũng được. Dư điểm lên 150 là mấy cái này là dư điểm hết. Nào, đang suy nghĩ tới việc là vào đây và quẩy một thời gian ha. Heo hay có cái... có sở thích là lâu lâu cái đầu lượn đi kiếm game đó các bạn, cái đầu vô chơi được thời gian đồ này nọ. Ok, à, nâng được luôn hả? Rồi ủa nãy giờ chúng ta là đang đi kiếm đồng hành và nâng hả? Đây kỳ tài nè. Đù, wow, ngon lành, đúng chất kỳ tài, nhưng mà tư chất cái điểm tư chất hơi cù bắp nha. Tăng bậc. Đó, ok luôn. Quá ngon rồi. Rồi, link heo sẽ để dưới phần mô tả. Rồi bây giờ còn một cái nữa, chúng ta sẽ... Cái này chắc lên map 90 đánh quá. Ủa con... chúng ta có con voi đúng không? Mà hình như chúng ta chưa có con ngựa mà. Thiệt luôn á, không biết con ngựa lấy đâu luôn á trời. Nè, à chạy được rồi. Đây, đứng đây đi. Trời ơi, vô giết mấy con này như là giết gỏi vậy đó trời, làm gỏi vậy các bạn. Oh man. Trời ơi, ok. Trời ơi, trời, đó quýnh kìa. Lâu lắm rồi mới thấy võ đang quýnh và... Anh em thấy sao? Thấy ok, chắc chỗ này không đủ để chúng ta quýnh rồi. Trên này có mấy cái map mới nè. Ôi ôi, map 150 ơi. 150 ơi, 150 ơi. Chuyện tổng lên 150 quýnh ha. Chứ 90 là chắc không đủ chỗ cho chúng ta quýnh rồi. Quá phê. Ơi đánh cái bãi này thôi. Đó, ok nha, rồi bao ngon luôn, bao phê luôn. Ok anh em, rồi anh em nào có chơi thì tải về nha. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, bye bye. Quá trời ơi. Đẹp từng cm.